Khi mà xem cái clip vừa rồi thì có rất là nhiều những chiếc váy vintage bồng bềnh hay là những cái phong cách retro, và anh thấy rằng là ví dụ như là chiếc váy mà anh đang mặc đây thì có thể phù hợp với rất là nhiều những cái cô gái, bất kể là hình dáng như thế nào, chiều cao ra làm sao, bởi vì chúng ta có thể chỉ điều chỉnh một chút về cái độ dài của váy, bởi vì là riêng cái việc mà chiếc váy thắt eo rồi là bồng bềnh như này thì đã che được vô cùng là nhiều những khuyết điểm của các cô gái, hông to không có sợ này, rồi là đùi to cũng không có sợ, kể cả những cô gái mà thân hình hơi ốm một chút thì khi diện những cái chiếc váy bồng bềnh vintage như thế này thì cũng trở nên rất là đáng yêu và nữ tính rất nhiều. Nói về chiều dài của váy kỹ hơn một chút đi nha anh Thư. Tại vì Mai thì đang tưởng tượng là nếu như một cô gái có vóc dáng nhỏ bé quá, khoảng hầu hết con gái Việt Nam chúng ta thì chưa có nhiều người cao, 1m6, thậm chí là có những người thấp hơn nữa, 1m55 chẳng hạn, mà người ta vẫn muốn được diện những chiếc váy bồng bềnh. Nhưng mà người ta sẽ sợ rằng khi mà mình Mình mặc một trông chiếc váy giống cái to nấm vào, đúng không giống cái lồng gà. Đúng Đúng không? đúng chính xác, đây là nỗi khổ của đại đa số những khách hàng của Thư, và bản thân đó là niềm mơ ước của Thư nữa về chiều cao. Thư thì Thư hay tư vấn cho khách hàng là những bạn nào mà không có được cao lắm thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc là váy ngắn hẳn trên gối, và cái chiều cao đó nó không được lấp lửng. Ví dụ như là ở cái độ cao của 1m60 thì các bạn nên mặc cách trên gối khoảng 10 phân hoặc là mặc dài xuống mắt cá luôn. Đối với những bạn mà có thân hình mảnh mai một chút xíu, các bạn có thể ăn gian một chút ở những cái váy mà nó có phần xếp ly hai bên hông như thế này, và thậm chí là có túi. Còn đối với những cô gái mà có phần hông hơi đẩy đà một chút thì các bạn nên chọn cái độ phồng của váy nó tương đối vừa phải, ví dụ là váy xòe tròn thôi, hoặc là những cái váy có cái độ vải cắt xéo để làm cho cái dáng đi nó thanh mảnh nhưng mà nó vẫn không có cảm giác bị tức ngay cái phần từ eo chuyển xuống hông. Và nếu như mà các bạn muốn ứng dụng những cái trang phục này vào dạ tiệc đi thì chúng ta có một cái mẹo nhỏ nhỏ, đó là ở những cái shop thời trang nó sẽ bán những cái tùng váy ở trong. Cái tùng váy đó nó sẽ tăng cái độ phồng và nó đẩy một cách tự nhiên để cho váy nó có dáng chữ A chứ nó không bị chùm lại. Thì tôi Như là giống nghĩ cái lồng gà đúng rồi, giống cái lồng gà thì nó rất là ấy. tiếc. Nhưng mà liệu vintage thì chỉ có những chiếc váy nhà xòe bồng thắt eo chỉ vậy thôi à? Nếu mà chỉ vậy thôi thì hơi bị ít lựa chọn nhỉ. Còn những đồ bó hơn thì sao? Cũng Những chân váy có bó. váy midi nhưng mà dạng bút chì, là những cái thiết kế mà nó quá gối một chút xíu, có cái phần đuôi hơi vẫy hoặc là cái dáng ôm bút chì, nó cũng sẽ rất là dễ dàng để lựa chọn cho các bạn và có thể sử dụng trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như cả dạ tiệc lẫn như công sở, các bạn đều có thể sử dụng những chiếc áo này phối với nhau rất là đáng yêu và dễ thương nữa. Cá nhân Mai thì Mai rất là ấn tượng với những cô gái lựa chọn cho mình những chiếc váy bút chì bó dài quá gối. Ở những cô gái đó có cái gì đó vừa vừa kín đáo, vừa Năng dịu động đúng dàng. Đúng là đồng thời cũng năng động nữa, tại vì là sang trọng, sang trọng rồi, và đặc biệt nhất là gì? Mặc dù vẫn kín đáo, vẫn dịu dàng nhưng mà rất cô ấy sexy. đúng rồi, vẫn sexy, thể hiện được vòng eo, vòng hông của mình. Hình Sao mặc như thân là Phương Mai đang nói về chính mình. thật Đúng không Phương Mai? ra thì Mai là một tín đồ của những chiếc váy bút chì, tại vì Mai thấy rằng vẻ đẹp nhất của con gái sẽ nằm ở vòng eo, nằm ở vòng mông. Vậy thì khi mà mình lựa chọn những bộ trang phục như thế nào có thể thể hiện được hai cái vòng đó mà không khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, cảm thấy nhức mắt, thì Mai nghĩ rằng cách lựa chọn an toàn nhất là những chiếc váy bút chì. Nhưng mà còn ngoài ra thì cách mà sử dụng phụ kiện này, đi giày ra sao, cầm túi như thế nào để mà cho không bị quá xa rời với văn hóa của người Việt Nam. Tại vì ngày mai đồng ý rằng nếu như chúng ta lựa chọn 100% một cây vintage với những chiếc giỏ da, những chiếc túi tròn hay là những đôi giày mềm kiểu cổ điển, thì khi mà chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta đi xe máy chẳng hạn thì nó có quá bất tiện hay không? Thực sự thì đúng là như Phương Mai nói, là khi chúng ta đi ngoài đường, đặc biệt là đi xe máy, thì những chiếc váy bút chì dường như là có vẻ không thuận tiện lắm. Thế nhưng mà hắn nghĩ rằng là chúng ta sẽ cố gắng là với những chiếc váy bút chì thì chắc chắn là sẽ lựa chọn những cái váy chân váy có độ xẻ tương đối, nghĩa là sao đừng cao quá nhưng mà vẫn tạo nên cái sự thuận tiện cho chúng ta mỗi khi mà chúng ta đi xe máy hoặc là di chuyển ở ngoài đường. Rõ ràng là trong thế giới thời trang thì khi mà chúng ta nhìn vào những người khác, nhìn vào những hoàn cảnh khác, chúng ta thích nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng những cái này đâu có phù hợp với mình đâu. Những cái này mình mặc có thể là khó di chuyển, có thể là không phù hợp với sinh hoạt hàng ngày, có thể là không mãn nhãn với những người xung quanh, và đâu phải là ai cũng có đủ dũng cảm để mà khiến mình trở thành một người đặc biệt, ăn mặc khác 100% những người xung quanh. Và những câu hỏi khó đó thì Phương Mai tin chắc rằng sẽ
sớm tìm được câu trả lời nhờ những nhà thiết kế như anh Thư, nhờ những hoa hậu chuộng thời trang, đồng thời cũng là một nhà thiết kế trẻ như Ngọc Hân. Và Phương Mai tin chắc rằng sau buổi nói chuyện ngày hôm nay thì tất cả những khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày cũng đã tự tìm được ra cho mình những phong cách nào để mình phù hợp nhất, những cách lựa chọn cũng như là kết hợp như thế nào nhất. Một lần nữa rất cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, và xin chúc cho cả hai bạn luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công trong công việc của mình. Cảm ơn Phương Mai, rất cảm ơn quý vị vì đã theo dõi và lắng nghe những lời chia sẻ của chúng tôi. Và hy vọng cả Phương Mai, cả Thư và Hân đều đã đưa cho quý vị những sự tư vấn rất là rõ ràng, cũng như giúp ích cho các bạn hơn trong việc lựa chọn trang phục theo phong cách mà các bạn yêu thích. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất là vui khi ngày hôm nay được trò chuyện cùng với Phương Mai cũng như là chị Anh Thư, và được biết hiểu với thêm rất là nhiều những kiến thức về thời trang. Và cũng xin chúc cho những khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày, đặc biệt là các chị em phụ nữ, sẽ luôn trẻ trung, sẽ luôn xinh tươi, và đặc biệt sau cái cuộc nói chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay sẽ có thêm được nhiều những cái tư vấn và để lựa chọn những trang phục phù hợp với mình.